chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. One Piece Chapter 1002 đã được ra mắt là trận chiến cực kỳ hấp dẫn tiếp tục diễn biến trên nóc sơn thượng đảo Onigashima giữa năm siêu tinh và hai tứ hoàng. Bây giờ không phải nói dài dòng thì đây là một chap rất hay. Hãy cùng mình phân tích các chi tiết trong chap 1002 nhé. Chap này có tiêu đề là Yonko với siêu tinh, hoặc có thể gọi là hoàng đế so kèo về thế hệ mới. Trong chap mới này, Zoro cũng đã một lần sử dụng hỏa hồ phái, Diễm Liệt học trộm được của Kinemon, cắt đôi ngọn lửa của Kaido bảo vệ Luffy. Ngoài ra, Zoro thử tấn công Kaido một lần nữa. Zoro hiện đang cầm thanh kiếm Enma của Oden để tham gia vào trận chiến đối mặt với Kaido. Đây là một trong hai thanh kiếm mà Kozuki Oden dùng để chém lên sẹo cơ thể Kaido. Nhưng cho đến nay, Zoro vẫn chưa thể sử dụng Enma một cách thành thạo giống như Oden đã làm. Điều này khiến cho hai lần không gây được sát thương cho Kaido. Lần một là khi Zoro chém Kaido nhưng không xuyên qua được lớp vảy rồng vì anh dùng quá ít sức mạnh của Enma. Lần thứ hai là một vấn đề khác xảy ra đối với thanh kiếm Enma của Zoro ở trong chap 1002. Đó chính là đòn tấn công của Zoro mặc dù uy lực cực kỳ cao nhưng lại bị trượt. Chap 1002 tràn ngập những chiêu thức mới. Ở đây, các nhân vật của cả hai bên thi nhau sử dụng sức mạnh của họ để tấn công nhau. Trong một khoảnh khắc, Zoro được lo dịch chuyển lên trên không trung và Zoro sau đó đã sử dụng sức mạnh cùng với Enma tung ra một cú chém. Cú chém mạnh đến nỗi một cái xương ở hộp sọ trên đỉnh Onigashima đã bị cắt đứt, trông giống như vách núi bị Zoro chém đứt trong lần đầu cầm Enma. Nhưng cuộc tấn công mạnh mẽ này của Zoro lại chém trượt, Kaido không hề bị trúng đòn. Trong chap 1002 đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc Zoro chém trượt hay chém trúng, nhưng Kaido đã né nên mới không trúng đích. Ban đầu, mình tin rằng Kaido đã né đòn tấn công này của Zoro khi Big Mom hét lớn nhắc nhở thằng em dai rằng chiêu kiếm đấy không bình thường. Nhưng khi thấy sau khi Zoro chém lệch và Big Mom nói rằng lão già thực sự xem thường nó rồi, thì mình tin rằng Kaido không hề né tránh và Zoro thực sự đã chém trượt. Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nhớ những gì đã xảy ra ở trong chap 1001. Zoro đã chém đường vào người Kaido, nhưng đòn tấn công đó không làm ông ta bị thương. Lúc đó, Zoro bình luận rằng anh nên giải phóng nhiều sức mạnh của Enma hơn. Đó là những gì Zoro đã làm ở trong chap 1002. Cú chém của Zoro giống như khi Mihawk sử dụng Zoro để cố gắng chém Ruffy nhưng bị trượt. Dù không trúng, nhưng sức chém của Mihawk có thể cắt được tảng băng. Sau khi chém xong, chúng ta có thể thấy rằng Zoro phải thở gấp rất nhiều, cho thấy Zoro đang sử dụng rất nhiều sức mạnh để giải phóng Haki cho Enma và cú chém này, khiến cho Kaido cảm nhận ra khí tức của Oden bên trong Enma. Vì vậy, mình nghĩ vấn đề là Zoro chưa tìm được mức sức mạnh phù hợp để cú chém vừa đạt độ mạnh nhất và vừa điều khiển được Enma chuẩn xác hơn. Sự lựa chọn giữa cú chém quá yếu và cú chém quá mạnh. Khi bắt đầu tấn công vào Onigashima, Zoro dường như có thể sử dụng Enma một cách chính xác cho đến khi Zoro chém Kaido ở chap 1001. Nhưng nhìn vào việc Zoro bình luận về việc chưa dùng nhiều sức mạnh của Enma đã cho thấy rằng Zoro chỉ mới điều khiển tấn công chính xác mục tiêu bằng cách triệt tiêu phần lớn sức mạnh Enma đi. Các cú chém chắc chắn chính xác nhưng không gây nhiều sát thương khi tấn công. Vì vậy, cú chém của thanh kiếm không thể xuyên qua được phòng ngự của Kaido. Ở trong chap mới, Zoro giải phóng sức mạnh của Enma nhưng anh ta dường như không thể kiểm soát được độ chính xác trong các đòn tấn công của mình. Lúc đó, Kaido cảm nhận được sức mạnh của Enma cho đến khi ông ta nhận xét về sự hiện diện của Oden trong thanh kiếm. Nhưng cú chém lệch tọa độ và trượt, tình huống này tương tự như khi Zoro sử dụng Enma lần đầu. Vậy, liệu Zoro có làm chủ được Enma trong tương lai không? Mình nghĩ là sẽ được, nhưng để cho trận chiến trở nên kịch tính, tác giả Oda sẽ câu giờ về late game. Rõ ràng là khoảnh khắc Zoro điều khiển được Enma và làm bị thương Big Mom hay Kaido sẽ là một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời. Big Mom cảnh báo Kaido. Khi Zoro chuẩn bị dùng Enma tấn công, Big Mom cảnh báo Kaido rằng đó không phải là thanh kiếm bình thường. Đặc biệt, Kaido dường như không nhận ra rằng Zoro sử dụng thanh kiếm từng khiến mình bị thương. Kaido chỉ hỏi là tại sao thanh kiếm lại có sự hiện diện của Oden. Đặc biệt là Big Mom, đây chắc chắn là lần đầu tiên Big Mom nhìn thấy thanh kiếm Enma của Zoro, thứ mà Kozuki Oden từng sử dụng. Oden dường như chưa bao giờ liên quan đến Big Mom, đặc biệt là khi băng hải tặc của Roger đã có phiến đá Bony Clip của Big Mom trước khi Oden lên thuyền. Do đó, thật thú vị khi thấy ngay cả Big Mom cũng nhận ra rằng thanh kiếm của Enma Zoro rất nguy hiểm. Làm thế nào mà Big Mom phát hiện ra? Về lý thuyết của mình, một trong những lý do khiến Big Mom có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Enma đến từ bản năng chiến đấu của bà ấy. Big Mom là một chiến binh giàu kinh nghiệm, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi bà ta có thể cảm nhận ra mối nguy hiểm từ kẻ thù. Nhìn cách mà cú chém của Zoro có thể cắt đứt sừng đấu lâu khổng lồ trên nóc tòa nhà Onigashima, mình nghi ngờ rằng nếu đòn nó trúng đích, Kaido có thể bị thương. Nếu Kaido có thể bị thương bởi nhát chém đó, thì đòn tấn công đó cũng sẽ có thể cắt đứt cả Big Mom, cơ thể của Big Mom cũng sẽ chảy máu. Vì vậy, đây có thể là một Big Mom phản ứng khi nhận ra sự uy lực của đòn tấn công. Ngoài ra, còn một giả thuyết khác, vì Big Mom thực sự cũng thành thạo Haki quan sát cao cấp. Hiện giờ, Big Mom rất bình tĩnh, thong thả chơi đùa chứ không nổi cơn thịnh nộ như phần cuối cốt truyện đảo bánh,
Vì vậy, Big Mom có thể thấy được sự nguy hiểm của đòn tấn công. Nhưng không thể loại trừ một yếu tố khác là Big Mom thực sự là một người hệ tâm linh. Cảm nhận được linh hồn của Enma giúp cho bà ta nhận ra đây là thứ vũ khí nguy hiểm, đặc biệt là vì sau đó Kaido đã bình luận về việc Enma có sự hiện diện của Odin ở trong lưỡi kiếm. Big Mom tấn công trúng 4 siêu tiêu tinh trong chap 1002. Ngoài việc nhận ra sự nguy hiểm đến từ Enma của Zoro, Big Mom còn thể hiện sức mạnh của mình ở trong chap mới bằng cách sử dụng Indra. Big Mom sử dụng Zeus để phóng tia chớp. Hai người trong số thế hệ tồi tệ nhất là Zoro và Killer bị sét đánh trúng ở trong chap 1002. Ngoài ra, Kid, Luffy thực sự bị đốt bởi sét, nhưng cơ thể cao su đã bảo vệ anh ta, giống như khi chiến đấu với Enel. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Zoro và Killer đã bị hạ gục, chắc chắn họ vẫn sẽ quay trở lại trận chiến. Nhưng nó cho thấy rằng Zeus thực sự phải bị xử lý. Có lẽ Nami nên lên sân thượng càng sớm càng tốt để giúp điều khiển thời tiết và sấm chớp. Sức mạnh của các sư tử tình. Chap 1002 bắt đầu bằng hình ảnh Kaido thể hiện một đòn tấn công bằng sức gió, tạo ra hàng loạt các lưỡi đao gió. Chúng ta có được một cái tên cho đòn tấn công này, gọi là Quái Phong. Chúng ta cũng thấy được cách mà các sư tử tình đối phó với các đòn tấn công này. Lo nhanh chóng sử dụng năng lực của mình dịch chuyển để tránh đòn tấn công. Kid dường như dùng cách đơn giản nhất là dùng bộ giáp sắt robot khổng lồ của mình để chặn và làm chạch đi những lưỡi đao gió. Tuy bộ giáp bị cắt đứt nhiều phần, nhưng rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến Kid. Đơn giản vì bộ giáp sắt này chỉ là những đống sắt vụn mà Kid đã dùng năng lực điều khiển lực từ trường để hút toàn bộ tất cả vũ khí hoặc những kim loại xung quanh đường đi để lên sân thượng. Vì vậy, kể cả con robot có bị chém nát thì với năng lực của mình, Kid vẫn có thể kết hợp và khôi phục chúng lại theo ý thích. Zoro thì chỉ đứng yên một chỗ, dùng haki quan sát và rút Enma ra, dễ dàng gạt phăng kiếm gió. Cuối cùng, Luffy liên tục bật nhảy để né đòn. Điều quan trọng là trong chap 1002 đã cho chúng ta thấy các sư tiên tinh phản xạ nhanh đến mức nào trước đòn tấn công của Kaido. Hãy nhớ rằng đao gió là đòn mà Kaido đã từng hạ gục các cửu hồng bao, đặc biệt chém bay cánh tay Kiku ở trong chap 993. Rõ ràng, Kaido trông lù lù nhưng lại có tốc độ rất nhanh, trong hình dạng người mà có thể dùng kỹ năng lôi mình bắt quái, khiến cho Luffy dù có haki quan sát cao cấp vẫn dính trưởng một lúc. Còn khi ở dạng rồng thì các lưỡi đao gió cũng có tốc độ nhanh đến nỗi các cửu hồng bao cũng phải dính trưởng. Vì vậy ở trong chap này, cả năm sư tử tinh đều đạt đến cấp độ có thể theo kịp được các đòn tấn công của Kaido và dễ dàng né tránh. Hoạt động nhóm của năm sư tử tinh. Sau khi né tránh đợt tấn công của Kaido, các sư tử tinh bắt đầu phản công. Luffy đấm vào mặt Kaido bằng một đòn tấn công mới gọi là Gomu Gomu no Kong Rifle. Đầu của Kaido bị Luffy đấm bật ngược ra phía sau. Tiếp đó, Kid nhân cơ hội điều khiển vũ giáp khổng lồ tóm lấy cổ Kaido, đồng thời Kid sử dụng một đòn tấn công gọi là Slam Gibson để quật mạnh Kaido xuống đất. Lo nhân cơ hội dịch chuyển đến ngay bên cạnh Kaido, Lo nói: "Dù từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy nội tạng của một con rồng, thế nhưng trái tim của nó hẳn là phải ở đâu đây." Sau đó, Lo đánh xuyên qua Kaido bằng đòn Gamma Knife. Đây là đòn kỹ năng mạnh nhất của Lo, chúng ta chỉ duy nhất một lần được nhìn thấy khi Luffy và Lo đánh với Doflamingo. Anh tạo ra một lưỡi kiếm năng lượng ngắn rồi đâm thẳng vào đối phương. Chiêu thức này làm phá hủy nội tạng của nạn nhân mà không để lại bất cứ vết thương hở nào. Đây có thể là kỹ năng sốc chết một lần đối thủ của Lo. Tuy nhiên, đòn này chỉ khiến Kaido hét lớn, nhưng ông ta trông vẫn không bị thương quá nặng. Kaido nhận xét rằng mấy thằng nhóc này rõ ràng để nghiên cứu mức độ phòng thủ lớp da của ông, chứ không phải là chỉ những đứa ngốc nghếch đi tìm cái chết. Killer chạy trên cơ thể của Kaido và tấn công ông ta bằng một đòn gọi là Kamasonic, lưỡi hai siêu âm. Lúc này, vũ khí của Killer trở nên to lớn hơn, nhưng mình cho rằng đấy chỉ là sát khí ảo ảnh của Killer và cắt xuyên qua cơ thể Kaido. Những lưỡi kiếm cắt sâu vào cơ thể Kaido và tấn công các bộ phận bên trong cơ thể khiến ông ta bị nội thương. Một kỹ năng rất mạnh, bởi vì một đối thủ mạnh mẽ trâu bò như Kaido, nhưng kỹ năng của Killer vẫn bỏ qua được áo giáp và tấn công vào bên trong sẽ cực kỳ kinh khủng, bởi nếu đối thủ không phải là dạng trâu bò như Tứ Hoàng thì đòn đánh này sẽ gây sát thương cực kỳ lớn. Nó có vẻ có năng lực bỏ qua mọi phòng thủ của đối phương. Hành động của Luffy. Big Mom sử dụng một đại chiêu mới có tên là Tenman Daishin Tenji, đại tự lai thiên thần, tạo ra một cơn mưa sấm sét bao phủ toàn bộ bầu trời. Đòn tấn công này tương tự như chiêu Mama Dragon của Enel. Mặc dù Kid đỡ được đòn đánh bằng chính con golem kim loại của mình, tuy nhiên sấm sét của Big Mom ẩn chứa linh hồn bên trong, vì vậy chúng có thể di chuyển và tấn công từ bất cứ hướng nào. Đòn tấn công dính vào 4 người là Luffy, Zoro, Law và Kid. Sau khi ăn sét giật vào người, Luffy vẫn nhanh chóng quay trở lại trận chiến. Big Mom ngạc nhiên vì sao Luffy trúng đòn nhưng lại không bị gì cả. Luffy ném cho Big Mom quyển vật lý lớp 7 và trả lời rằng: "Bà hãy đọc hết quyển sách này thì sẽ biết lý do, và đừng quên ta là người cao su." Kaido tức giận và tấn công Luffy với một chiêu Bolo Press khác. Đòn tấn công bất ngờ và cực nhanh khiến cho Luffy không kịp né tránh, nhưng Luffy vẫn có thể trụ vững và ra một siêu chiêu thức Gomu Gomu no không gắt linh và tấn công Kaido. Trận chiến tiếp tục với việc thuyền trưởng băng mũ rơm vẫn đang thống lĩnh trận chiến. Luffy quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến với hai Tứ Hoàng để bảo vệ mọi người. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào tuần tới Luffy tiếp tục làm gì với Kaido. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau với những cập nhật mới nhất. Đảm bảo bạn sẽ không bỏ lỡ nếu đã đăng ký theo dõi channel Shonen Action. Xin chào và gặp lại các bạn.